Quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bảo mật cái tài khoản Facebook cá nhân của mình trên máy tính, PC, laptop. Thì khi mình làm trên các thiết bị này thì nó sẽ thuận tiện hơn trên điện thoại. Cái video có sau này mình sẽ hướng dẫn bảo mật trên điện thoại. Đầu tiên thì chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Facebook chính chủ của mình. Từ đây chúng ta sẽ có cái mục bấm vô cái mũi tên này nhé. Chúng ta bấm mục cài đặt và quyền riêng tư. Chúng ta mua cài đặt. Sau đó chúng ta mua cái phần bảo mật nhé, phần bảo mật và đăng nhập đây. Thì trong cái phần bảo mật và đăng nhập đây thì Facebook có đề xuất chúng ta này, chúng ta lên vô mục đề xuất này để kiểm tra cái tính bảo mật của chúng ta. Chúng ta xem tài khoản bảo mật của mình như thế nào. Đây này, cách bảo mật tài khoản Facebook là chúng ta phải thực hiện các bước sau. Là phải bật mật khẩu là ok này, bật bật xác minh hai bước này, cảnh báo bảo mật. Đây thì gì Facebook yêu cầu chúng ta mẹo chọn chọn bảo mật này, chọn mật khẩu chưa dùng ở nơi nào khác trên mạng này, hãy tạo mật khẩu dễ nhớ nhưng bạn khó đoán, người khác đừng chia sẻ mật khẩu với ai. Đó. Tăng cường bảo mật. Đó. Kiểm soát cảnh báo. Đây là các cái đề xuất mà Facebook đề xuất chúng ta làm về liên quan bảo mật. Thì mình sẽ vô chi tiết nhé. Thì chúng ta vô bảo mật này. Thì đầu tiên thì chúng ta xem các cái kiểm tra các cái máy mà chúng ta đăng nhập này. Đó. Đây này. Thì chúng ta sẽ xác minh hai yếu tố. Đầu tiên chúng ta vô chỉnh sửa nhé. Trong cái xác minh hai yếu tố này thì chúng ta có ba phương thức SMS và ứng dụng xác thực và khóa bảo mật. Thì trong cái phần này thì mình cá nhân mình thì dùng cái ứng dụng bảo mật bằng SMS, còn với ứng dụng mà xác thực bằng Google và Google Alta này và Duo Mobile thì nó an toàn. Khi đây là cái phần ứng dụng mà xác thực bảo mật mà Facebook đề xuất, nhưng mà cái này thì nó rất là bảo mật, rất là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta cài hai cái ứng dụng này trên điện thoại á, thì khi mà chúng ta bị mất điện thoại thì chúng ta sẽ không có lấy được cái tài khoản Facebook của Facebook của chúng ta nữa. Thì đầu tiên thì chúng ta dùng cái và cái thêm cái bảo mật khóa bảo mật. Thì cái này thì hai cái này thì mình không có xài. Mình chỉ xài cái dùng SMS thôi. Đây thì cái số điện thoại này, số điện thoại mà chúng ta mặc định đăng ký này, chúng ta sẽ thêm số điện thoại mới ở đây. Chúng ta thêm chọn số điện thoại đúng không? Sau chúng ta bấm xác thực hai yếu tố. Thì bây giờ Facebook sẽ gửi cho chúng ta một cái mã xác thực rồi nhé, mã xác thực này. Chúng ta đánh nhấn cái mã xác thực vào đây. Ok. Này bây giờ thì nó báo là xác thực đã được bật này. Thì khi mà xác thực cái số điện thoại á, thì khi chúng ta đăng nhập hoặc là có một số lạ hoặc là bất kỳ một thông tin nào đó yêu cầu bảo mật thì cái số điện thoại này sẽ nhắn qua chúng ta để xác thực cái phương thức bằng SMS này. Còn với cái ứng dụng mà xác thực mấy bảo mật này chúng mình
mình thì không có làm hai cái này. Và khi mà chúng ta xác thực bằng số điện thoại xong thì nó xuất hiện một cái mã khôi phục này, mã khôi phục. Cái mã khôi phục này cũng dùng để khôi phục đăng nhập khi chúng ta mất điện thoại hoặc không nhận ra xác minh. Với cái trường hợp mã khôi phục này thì chúng ta khi xài cái ứng dụng mã xác thực này mà chúng ta mất đó, thì chúng ta có thể dùng mã khôi phục này. Chúng ta vô chọn cái mã khôi phục này, đó, nhận mã này. Đó, chúng ta có thể đào các cái mã này về để mình lưu trong một cái nơi khác đó. Mà khi chúng ta mà không có các ứng dụng xác thực này, khi chúng ta lỡ mà xài cái ứng dụng xác thực là chúng ta có thể dùng mã khôi phục này để chúng ta bảo mật cái tài khoản của chúng ta. Vì khi mà xác thực bằng phương thức số điện thoại này thì nó mới hiển thị lên một cái mã khôi phục này. Ok, chúng ta quay lại nhé. Và đăng nhập hợp lệ này. Chúng ta có thể xem các cái đăng nhập mà có thiết bị lạ đây, kiểm tra mật khẩu ứng dụng. Cái này thì mình không có làm. Còn còn có phần là tăng cường bảo mật này. Tăng cường bảo mật này, khi mà chúng ta đăng nhập bằng với cái thiết bị lạ thì nó sẽ thông báo này, chúng ta nên bật các cái thông những cái thông báo cảnh báo, những thông báo và qua tin nhắn này, qua email đó. Chúng ta nên bật các cảnh báo. Và cái chỗ mà chọn 3 đến 5 người và liên hệ này, chúng ta chọn cái mục này, chọn bạn bè nhé. Trong đây thì Facebook có nói là người liên hệ đáng tin cậy. Người liên hệ đáng tin cậy là bạn nên đảm bảo rằng chính người bạn đó đã đưa cho bạn mã bảo mật, nhập mã do người đáng tin cậy gửi cho bạn hoặc sẽ truy cập cho tài khoản. Để bắt đầu thì bạn chọn nên chọn 3 5 người mà có thể giúp bạn có sự cố tài khoản. Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cái người liên hệ mới vào. Ok, người ta chọn người đáng tin cậy. Ok, thì chúng ta chọn 3 người vào đây. 3 người mà chúng ta tin cậy vào đây thì sẽ sau này mình khi mình lấy tài khoản đó, thì chúng ta có thể thêm vào đây. Đó, thấy không? Đây là khi chúng ta thêm vào đây thì nó hiện ở đây. Thì khi mà chúng ta bị liên quan đến tài khoản của mình thì chúng ta có thể nhờ 3 người này gửi cho mình một cái mã để chúng ta khôi phục qua tài khoản của mình. Và cái phần lưng cao này, lưng cao này. Lưng cao này thì mình không có làm, chủ yếu là cái phần xác minh 2 bước mới thêm cái người, thêm 3 đến 5 người vô khi bạn khóa cái tài khoản này. Rồi chúng ta quay lại phần cài đặt này. Và có cái mục quyền riêng tư nữa này. Quyền riêng tư á, thì mình nên cài đặt thêm một số cái quyền riêng tư nữa về cái hoạt động của bạn này. Thì mình có thể chọn ai có thể xem các bài viết của bạn trong tương lai. Thì chúng ta nên chọn cái mục bạn bè, thì nó sẽ hay là cứ công khai lên. Và ai có thể nhìn thấy người hoặc danh sách của bạn bè theo dõi, thì cái này thì chung thì mình nên chọn cài đặt chỉ mình tôi thôi. Khi mà chúng ta chọn cái này thì khi mà tài khoản
người mà chúng ta muốn họ hack cái tài khoản của mình thì mình không có thấy được những người bạn, những người trong sách bạn bè, thì nó sẽ khó hơn vậy. Và cái mục trang cá nhân và gắn thẻ này thì chúng ta nên quan tâm đến mục gắn thẻ này. Cái mục gắn thẻ này á, thì chúng ta nên xét duyệt cho những người mà gắn thẻ trên cái tường của chúng ta. Ai có thể xem bài viết này, chúng ta chỉ chọn bạn bè thôi. Và chúng ta bật cái chế độ là xem bài viết gắn thẻ này, chúng ta nên bật lên thì những người khác gắn thẻ của mình á, nên mình phải duyệt thì mới gắn thẻ được. Trong mấy cái mục gắn thẻ này chúng ta nên làm kỹ, bởi vì một số bạn bè và cái người mình quen biết á, họ gắn thẻ mình, thì chúng ta nên bật cái chế độ xét duyệt khi mà người khác gắn thẻ trên cái tường của mình lên. Ví dụ mà trên cái tường của mình đây, những người khác người ta muốn gắn thẻ mình trên cái trên tường mình, chúng ta phải duyệt thì mới có thể gắn thẻ trên trang cá nhân của mình, thì nó sẽ tốt hơn. Và một cái điều rất là quan trọng đó là mình cái thông tin của một cài đặt tài khoản này, nên chúng ta nên chọn cái tên cá nhân của mình đúng với chứng minh nhân dân, thì khi mình xác minh á, khi bị bảo mật á, thì mình xác minh nó sẽ dễ dàng hơn bằng bằng chứng minh nhân dân, bằng lái xe trùng khớp thì nó sẽ xác minh nhanh hơn thôi. Và chúng ta nên thêm các cái email ở đây, đặc biệt là chúng ta cái phần xác nhận danh tính này, chúng ta nên xác nhận danh tính bằng bằng cái chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe vô đây, thì nó khi Facebook yêu cầu nó sẽ tốt hơn. Đây thì trong đây thì yêu cầu là xác nhận danh tính của bạn, thì trong đây nó bị chọn nghi cờ là bảo vệ tài khoản của bạn, hoặc là chọn quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử của chính trị, chúng ta bảo vệ tài khoản của mình đó. Ok, vậy chúng ta đã bảo vệ rồi. Đây nó thông báo là đã xác nhận thông tin nhận dạng của bạn. Thì khi làm các thao tác này thì đây này, trong cài đặt là chúng ta có thể thấy này, lưu trữ giấy tờ của bạn trong 1 năm, lưu trữ video của bạn này. Đây thì các lưu trữ danh tính. Ta nên lưu ý cái vấn đề mà đặt tên với điền cái email khôi phục vô đây cũng rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta làm xong hết rồi, chúng ta muốn kiểm tra cái bảo mật chúng ta như nào, thì chúng ta nên vô mục đề xuất coi cái vấn đề bảo mật của chúng ta làm như nào, thì chúng ta vô đây coi mình đã làm các cái thao tác ok chưa. Đấy, trong này là cảnh báo này, qua Facebook và qua Messenger này, email đó. Cảm ơn bạn đã tùy chọn bảo mật là mật khẩu ok này, xác thực yếu tố đã được bật này, cảnh báo đăng nhập này,
Ok, vậy là đã xong cách bảo mật một cái tài khoản Facebook, tránh trường hợp mà chúng ta bị hacker. Và đặc biệt là khi một cái điều lưu ý là vừa qua có rất là nhiều cái tài khoản Facebook của chúng ta bị mất tài khoản, vì khi chúng ta nhận một cái tin nhắn hoặc là một cái đường link lạ vô đây, chúng ta nhập đăng nhập mà chúng ta nhấp vào á, chúng ta hạn chế hoặc là cái nguồn đăng đường link mà không rõ ràng, những cái tin khi chúng ta gửi cho người khác gửi á, chúng ta nên kiểm tra cái nguồn tin này nó như thế nào. Vì khi mà chúng ta nhập những cái đường link này mà Facebook bị vi phạm chính sách cộng đồng hoặc liên quan đến những cái vấn đề vi phạm, thì cái tài khoản chúng ta sẽ bị khóa và sẽ bị vi phạm chính sách cộng đồng. Lúc đó thì chúng ta phải nhờ các dịch vụ hoặc là mất rất là nhiều thời gian để chúng ta lấy lại cái tài khoản của chúng của mình. Thì vừa qua này, đây là cái một số báo chí lớn thì có đăng là hàng loạt các tài khoản đã bị vô hóa, bị nghi ngờ do share cái clip edit do số lượng lớn này. Đó. Này thì do chúng ta vi phạm các cái chính sách của Facebook nên là bị vô hóa tài khoản. Thì cái này thì mình phải kháng cáo từng thao tác. Lúc đó thì nó vừa mất thời gian, vừa không làm được, mình phải nhờ các dịch vụ hoặc các bạn bạn ấy hỗ trợ. Nên là mình đầu tiên mình phải bảo mật chính tài khoản của mình và không nên xem những cái đường link video lạ mà người khác gửi cho mình. Vì có một số đường link liên quan những video clip ít hoặc là những video mà họ giả cái đường link đăng nhập Facebook, thì khi chúng ta đăng nhập vô cái đường link mà vô đó thì chính mật khẩu của mình đã bị một cái bạn hacker sẽ hack cái tài khoản của mình. Đó, vừa rồi thì mình có hướng dẫn cho mọi người cách bảo mật cái tài khoản Facebook bằng cái xác minh hai bước và những cái phương thức khác để chúng ta có thể bảo mật chính tài khoản Facebook của mình. Giờ mình cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn mọi người trong một cái video sau sắp tới. Giờ mình xin chào.